đã nấu xong cái nồi dê kiểu Mông Cổ nha. Rồi nghe mấy chị mấy bà lên Sài Gòn nghe nó ăn cái lẩu tới ăn chai hai chai. Mình không có đi ít đi Sài Gòn mà cũng có đi tỉnh khác ăn nữa. Hôm nay vào bếp nấu dê Mông Cổ. Đây. Nhưng mà lâu mình nấu nước cốt lẩu hay đi lao nha. Đó. Trời giống thịt à mấy chị ơi. Nè mình có thịt dê tươi, mình mua thêm thịt bò cuộn để vô nữa ha. Đây thịt dê tươi. Con dê của chú Dũng cho không gài ăn chưa hết. Cho thêm tàu hũ non vô nữa. Xiên xiên bỏ tàu hũ kỳ vô nữa nha. Mình thấy nhiều bộ đồ bổi quá. Tàu hũ non. Cái này gan với tim mà tươi của dê á. Bỏ cho nó sôi lên ha. Rau này có rau tần ô hẹ với nấm kim châm ha. Nãy nước chấm mình làm là nước chấm bông hẹ. Nước chấm bông hẹ hả? Đâu thử coi nè. Mình chẻ ra nè mấy bạn ha. Cái chế nước chấm bông hẹ vô. Chấm mẹ hơi dụng tay rồi. Thử ra ha. Nói là cộng dây nha. Mình ăn với miếng nha. Nước lẩu ngon quá. Thảm này nước ngọt đã tới luôn mấy má. À xương không à, cục gì không mới là. Có cái miếng hẹn chưa được ngồi được rồi. Lắm không á. Nói chú ăn đi hành lao lắm á. Nói đi Sài Gòn ăn hoài là chú ăn. Nhưng có muốn nó cốt lắm cái hành lao này giờ nào. Khỏi chắn vừa. Ăn vô miệng mà khỏi chắn. Hô, nóng quá. À, nóng quá nó bằng rồi. Đánh dèo rồi ăn ha. Lửa nó bằng nóng quá. Này dùng cái liền. Chắc mỏng. Bye bye, chúng ta khỏi đi thành phố ăn.